Đêm hôm thấy cô gái cần sự giúp đỡ, chàng shipper không ngần ngại ra tay nghĩa hiệp. Mới đây vào lúc nửa khuya, một anh shipper trong lúc đang trên đường lấy đồ ăn giao cho khách thì tình cờ phát hiện một cô gái đứng thập thò trong một góc tối, đồng thời không ngừng khóc nức nở đến nghẹn lời. Thậm chí thần trí của cô gái lúc ấy vẫn còn hoảng loạn đến mức khi được anh shipper đến hỏi thăm thì cô không dám bước ra gặp mặt. Tuy nhiên sau khi nhận diện được người tốt, cô gái đã bước ra ánh sáng và trình bày về vấn đề của mình. Sau khi mà bạn ấy tin tưởng rồi thì bạn ấy đi ra và nói cho mình nghe là bạn bị chồng hành hung rất là dã man. Trời ơi! Bạn phải bỏ trốn và chồng có đuổi theo. Thì mình có hỏi bạn là ở đây thì bạn có người thân nào không? Có nhớ được địa chỉ nhà nọ kia không? Thì bạn ấy không nhớ được địa chỉ nhà và có người thân ở đây. Thì mình có hỏi là bạn có nhớ được số điện thoại của ai không? Thì mình cho đi mượn điện thoại và gọi điện cho người thân. Sau một hồi bạn ấy lần mò được số điện thoại của bà ngoại hay là chị á, bạn gọi, bạn nói chuyện một lúc thì mình có lấy điện thoại và hỏi cái chị đó là cái nhà của chị ở đâu để mình đưa cái bạn này về. Sau khi mà biết được địa chỉ rồi thì mình kêu bạn là lên xe mình chở về. Nhưng mà trong lúc này nói thiệt với mọi người là mình cũng phải có nghiêng nha. Lỡ đâu ông chồng kia ông đuổi theo ông bắt gặp thì chắc là câu chuyện nó cũng sẽ rắc rối thêm. Nhưng mà thực ra nếu mà mọi người gặp những câu chuyện như này thì mọi người cũng không cần phải sợ đâu. Tại vì mình là cây ngay, không có sợ chết đứng. Với lại trong cuộc sống á, đôi khi mình cũng làm rất là nhiều điều mà nó sai trái á. Những cái lúc như này chính là cái lúc mà ông trời ông tạo điều kiện để cho mình làm việc thiện á. Thì mình cứ làm thôi mọi người nhé. Sau khi mà đưa bạn này về thì đang trên đường đi thì quán với lại khách người ta cũng gọi, người ta hối giao đồ ăn. Tại vì người ta phải chờ lâu quá, người ta đói, người ta đặt hàng mà. Nhưng mà mình còn đang mắc giúp bạn này thì mình cứ giúp thôi. Nhờ khách là chờ cho mình một ít thời gian nữa. Đưa bạn này về thì mình cũng có gọi trước cho bà với chị là xuống trước cửa mà đón bạn này. Tại vì bạn này đang rất là hoảng loạn. Thế là đưa bạn này về thì chị với bà cũng xuống trước cửa đón. Bạn vào nhà rồi thì bà với chị ra đưa tiền xe cho mình. Và mình có nói là mình không có lấy tiền xe, tại vì đây là mình chỉ giúp bạn này thôi. Quốc xe này cũng không có xa lắm. Với lại là cái chuyện như này thì mình không có lấy tiền. Và mình còn đứng lại và kể cho bà nghe cái sự tình, tại sao mình gặp bạn này và gặp bạn này ở đâu, như thế nào. Sau khi kể cho bà nghe xong á, thì bà cũng có kể cho mình nghe cái câu chuyện của bạn này. Thực sự là rất là đáng thương. Bạn này bị chồng hành hung rất là nhiều lần rồi, không phải đây là lần đầu. Sau khi nghe qua, anh shipper đã sẵn sàng tạm gác đơn hàng sang một bên, rồi tìm mọi cách để giúp đỡ và đưa cô gái đến được nơi an toàn. Mặc dù đã giúp cô gái về đến nhà, nhưng trong lòng của anh shipper vẫn trào dâng những cảm xúc đang xen lẫn lộn. Vui vì đã làm được một việc tốt giúp đỡ cho người hoạn nạn, nhưng cũng có chút buồn man mác vì đâu đó trong cuộc sống vẫn còn những mảnh đời bất hạnh, mà còn bất hạnh trong chính ngày mà đáng lẽ ra họ phải được tôn trọng và tôn vinh. Có vẻ là hơi giận mình vì phải chờ lâu. Tuy nhiên là mình cũng nán lại và kể cho anh nghe câu chuyện tại sao mà em giao cho anh muộn như vậy á. Thì nghe xong câu chuyện anh cũng vui vẻ trở lại bình thường, không có vấn đề gì nữa và còn tiếp cho mình được 50.000. Một số bình luận được mọi người để lại: nhìn chị đó sợ hãi, hoang mang, nhìn ngó xung quanh mà thương chị ấy quá. Thật sự nếu không chạy thoát được khỏi ngôi gia đó thì chẳng biết chị ấy có còn được hình hài con người nữa hay không. Em coi mà chỉ sợ anh gặp phải mấy người dàn cảnh này kia thôi, chứ giúp người đang gặp chuyện như thế này thì quá là tuyệt vời rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.